Hai người cùng xem một chương trình tai nạn khổ đau như nhau, mà một người tỉnh bơ và một người cảm thấy xúc động, thì các vị phải thấy được rằng về từ tâm và đạo đức, về cái lòng vị tha của một người xúc động kia dĩ nhiên là lớn hơn một người dưỡng dưng này. Các vị phải thấy được như vậy. Đó là một cái trái tim rất là tự nhiên như vậy thôi. Trong cuộc đời không khác hơn được những điều này. Thành ra một người học Phật, chúng ta phải để ý rất rõ. Và để ý sâu hơn nữa là chúng ta từng ban tặng cái gì cho đời thì đời sẽ ban tặng cho chúng ta y như vậy. Nếu người làm việc sâu sắc thì đừng nghĩ tôi giúp anh A anh B này, mai này anh phải giúp tôi. Đừng nghĩ. Chúng ta sẽ làm tất cả những việc đó đi. Trong cuộc đời những phước đức không bao giờ mất. Không phải mình làm cho anh A mới nè, anh A cứu mình, nhưng mà một người nào đó, một duyên nào đó cứu mình. Chứ đừng mong người này cứu. Nhân duyên và quả báo trong cuộc đời nó mang tính cách trồng treo lắm các vị. Đừng nghĩ như 2 cộng 2 bằng 4. Mà tôi đã hỏi ở bên cái giảng đường Unify Center dưới Địa Tạng đó, tôi hỏi 2 cộng củ khoai cộng với 2 gà ra cái gì đó thì không ai đáp số được trên thoại. Và các vị có tin rằng trong cuộc đời chúng ta ban tặng cái gì cho ai chúng ta sẽ gặp là điều đó không? Các vị có nhớ tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về ly sữa chưa? Ủa vậy sao? Nhớ có nói đâu đó rồi mà. Bây giờ nói lại dư các vị chịu nha. Đó là tôi có đọc một câu chuyện về ly sữa. Ngày xưa cái anh này ảnh bán báo, ảnh làm nghề bán báo. Và lúc ảnh còn là một hàng vi thư sinh, khi ảnh đến một cái ngôi nhà đó, ảnh bỏ báo hàng ngày thì ảnh rất là đổi lả người và ảnh cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu tiếp tục đi, ảnh nghĩ ảnh có thể xỉu giữa đường. Và vì vậy cho nên anh móc ở trong người anh ra còn được mấy sen tiền. Và anh nghĩ rằng anh đến đây anh sẽ muốn mua một ly nước. Khi anh đến ngôi nhà này thì hôm nay cái người ra lấy báo không phải là ông bà trong nhà thường ngày, mà hôm nay là một cô gái rất xinh đẹp đang độ tuổi trạng như anh. Vì tự ái trong lòng, tức là mặc cảm, nếu mà mình mua với ông già thì rất là dễ, mà bây giờ cái cô này mình đưa mấy sen mình mua nước thì kỳ quá. Vì vậy anh bỏ vô, anh không có dám nói. Nhưng mà cái cô này nhìn thấy anh như vậy thì cô mới hỏi rằng anh có mệt lắm không. Anh này anh gật đầu. Và cô này đi vào bên trong, đem ra cho anh một cốc sữa rất đầy. Anh ta uống xong cốc sữa, anh ta hỏi cô này như thế này là: cốc sữa này cô cho tôi nợ bao nhiêu tiền? Thì cô này cũng mới hỏi một câu trở lại là: anh có cảm thấy đỡ mệt chưa? Cô này không để ý tới câu hỏi của anh, và cô mới nói tiếp rằng: ba mẹ tôi đã từng dạy tôi, nếu trong đời làm được gì lợi ích cho người ta, làm được thì con cứ làm. Thì sau cái chuyện đó rồi kéo dài 15 năm sau. 15 năm sau, anh này sau khi đi bán báo, anh là một sinh viên của trường y khoa, cho nên anh tốt nghiệp ra trường đã trở thành một bác sĩ giỏi. Và bác sĩ này làm việc trong tại một bệnh viện ở tại trung tâm của một thành phố trên đất Mỹ này. Và cô này thì 15 năm sau vô tình cô mang một chứng bệnh là không chữa trị được tất cả những bệnh viện ở nơi cô đã từng sống. Gia sản cô thì ngày càng, sau khi cha mẹ qua đời và công việc thì ngày càng chữa trị cho cô, và bệnh tình của cô đến lúc là khánh kiệt và tài sản không còn được bao nhiêu. Nhưng mà muốn chữa trị bệnh này buộc lòng phải trở về thành phố, tức là phải đi đến những bệnh viện lớn hơn mới có khả năng chữa trị. Khi cô này trở về trên đó rồi thì khi mà nghe tất cả các bác sĩ nói là bệnh của cô phải được chữa trị như vậy như vậy như vậy, thì cô hình dung ra bán nhà mình còn chữa trị chưa có hết nữa. Nhưng mà bây giờ để cứu mạng cô thì người ta bắt đầu người ta đem vào chữa trị và mổ. Ca mổ được bàn đi bàn lại nhiều lần bằng vai trò một bác sĩ chính để mổ trong đó, tức là bác sĩ Killing. Đó là một anh bán báo ngày xưa. Anh đứng ra, anh là một cái người nhìn hồ sơ và anh nhìn lại cái cô này, anh đã biết ngay là cái cô ngày xưa cho mình đi sữa. Cho nên anh đã đứng ra trực tiếp để thể hiện cái ca mổ này, và anh rất là tích cực bằng tất cả nhiệt huyết của những vị bác sĩ giỏi để tập trung để hoàn thành. Cô này hoàn toàn không biết gì phía sau của cô là gì cả.
và cái đến sắp đến ngày xuất viện, tức là cô đã bình phục rồi, thì y tá mới đem cái hóa đơn lại cho cô. Cô cảm thấy rung động cả người, bởi vì cô nghĩ rằng cô không đủ can đảm để nhìn cái hóa đơn này, bởi vì cô biết rằng cô không thể đủ sức để trả nổi, bởi vì tiền bạc cô không đủ để trả nổi với cái ca phẫu thuật như thế này. Nhưng mà rồi cuối cùng buộc lòng như thế nào, cô cũng phải đọc thử cái chi tiêu ở trong đó là bao nhiêu, tổng số là bao nhiêu. Cô đọc từ lần từ trên xuống dưới, và cuối cùng có một hàng chữ cuối cùng này: tổng số tiền này cô đã trả bằng một ly sữa năm xưa. Cho nên khi các vị cảm thấy rằng đâu phải trong cuộc đời chúng ta làm điều đó, chúng ta mong mỏi rằng người ta trả lại cho mình, làm việc thiện không có ý đó, thương người không có ý đó, nhưng các vị thấy rằng nhậm vận trong cuộc đời tất cả của chúng ta, cái gì là nó bị phản diện như vậy. Cho nên người ta từng nói rằng chúng ta ban tặng cho đời cái gì thì đời sẽ trả cho chúng ta lại y như vậy. Và đó là lời dạy của một người mẹ hết sức chí thành dạy cho một đứa con của mình khi lúc mà tuổi còn thơ. Khi một đứa con nó trách mẹ nó, và nó có lời hận với mẹ nó, và nó cãi với mẹ nó, rồi lúc đó nó mới bỏ nhà, nó chạy vào trong rừng. Khi nó chạy đến bìa rừng rồi, nó la lớn ở trong rừng lên, nó nói là tôi ghét người, tôi ghét người, tức là nó hận mẹ nó ghét quá, nó giận quá, nó nói vậy. Thì tự nhiên trong rừng sâu như vậy, những âm vang này nó được vọng lại, vọng lại trong nó là nó nghe những tiếng vang tôi ghét người, tôi ghét người vang vọng lại trong nó. Nó cảm thấy giống như một thần linh nào đó đã làm cho nó khủng hoảng lên, trong khi nó vừa xuất phát cái câu đó, không biết có tội lỗi lắm không. Nó quá sợ, nó mới chạy về nhà và nó tìm gặp mẹ nó. Nó cảm thấy yên lành hơn và nó thưa với mẹ: tại sao vừa rồi trong rừng khi con vang lên một tiếng tôi ghét người thì trong rừng lại có tiếng la lên như vậy? Lúc đó người mẹ mới dẫn con chậm chậm đi trở lại nơi chỗ cũ. Mẹ nói rằng con hãy nói lên một câu: tôi thương người, tôi thương người. Thì cái lúc đó thằng bé nó nghe lời mẹ, nó mới vọng lên một tiếng rất lớn trong rừng sâu: tôi thương người, tôi thương người. Thì tự nhiên trong rừng sâu vọng lại tiếng: tôi thương người, tôi thương người. Như vậy các vị thấy rằng trong đời ban tặng cho thiên hạ điều gì, chúng ta đừng nghĩ ai ban tặng hết, nhưng mà làm bằng cả trái tim, bằng những lương tâm, bằng những hạnh nguyện của một người học tu theo Phật, chúng ta lúc nào cũng thành công. Mà thiên hạ từng nói rằng với nhân giúp đỡ, nhưng thật sự với nhân đó không ai khác, với nhân đó là một đức độ, là một phước đức, là một tâm hạnh của một đời của các vị dựng lập mà nên, trong một đời hoặc nhiều đời mà có. Đây là chúng ta phải để ý rất rõ ở chỗ này. Cho nên những người sống và học tu theo Phật, những người thấy rất rõ điều này, không cần ngần ngại gì hết. Và Đức Phật chúng ta đã từng làm như vậy, Đức Phật đã từng làm trong vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Đức Phật làm không mang ai và phải trả lại cho Ngài hết. Trong suốt cuộc đời này như vậy, Ngài đã nguyện trong Bồ Tát Anh Lạc Giới, Ngài nói một câu như thế này: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà xa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Như vậy sự thành Phật của Ngài xuất phát từ một chúng sinh tính để làm nên Phật tính, từ nên niềm đau nỗi khổ của chúng sinh để kết tụ lại lòng từ bi của một người giác ngộ như một Đức Phật. Đó là điều mà chúng ta cần phải ý và cần phải làm. Như vậy tất cả những con người chúng ta cần phải làm điều đó như thế nào? Ở ban đầu, khi chúng ta chưa được từ bi trọn vẹn như Đức Phật, chưa thương yêu tất cả mọi người như là Đức Phật thương Ra Hầu La không khác. Thật ra với một người bình thường, chúng ta có một tình cảm phải có khoảng cách. Dĩ nhiên là mình thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ và thương một người hàng xóm nó khác chứ, không thể so sánh giống nhau được, và rất không có thể là bằng nhau được. Nhưng mà nếu chúng ta sống có được một tình thương với một đại bi tâm hay là một từ tâm, thì điều đó lợi ích cho cuộc đời này biết mấy, làm an lạc cho cuộc đời này biết mấy. Và chúng ta phải tập ở ban đầu không thể trọn vẹn được, mà chúng ta phải lấy phước đức hay là lấy cái điều công đức để chúng ta tập luyện cho mình có từ tâm.
Xin thưa các vị, hồi nhỏ tôi thật ra thì tôi không hiểu từ tâm là cái gì, tôi cũng chưa cảm nhận được tình thương yêu tất cả mọi người là cái gì. Nhưng mà tôi ngày xưa tôi muốn làm bất cả những cái việc phước báo á, là tôi nghĩ tôi làm việc đó là có phước. Ngày xưa từ khi tôi đọc được sách Phật 7-8 tuổi, rồi những lúc tôi đã từng đọc các truyện cổ tích của Việt Nam, tôi thấy những bà tiên, những ông Phật, những cái vị thần thánh gì đó hiện ra làm người cùi đuôi, sức lỡ, đau khổ này kia kia nọ, toàn là những người đó không. Vì vậy cho nên trong mắt tôi, tất cả những người cùi đuôi, sức lỡ là tiên, là Phật gì không, chứ không phải là người thường. Vì vậy cho nên mỗi một lần tôi gặp được một người như vậy thì tôi có bao nhiêu đồng là tôi cứ móc tôi cho. Và khi tôi cho như vậy, trong lòng tôi cứ nghĩ một điều là thế nào rồi bà tiên ông Phật này cũng ban tặng cho mình cái gì đó, không ngày nay cũng ngày mai à. Tôi sống như vậy, cho nên tôi cảm thấy rằng một cách giáo dục như vậy để thể hiện cái sự san sẻ và bi tâm, mặc dầu nó chưa được thánh thiện trọn vẹn như một con người hôm nay trưởng thành và làm điều quan trọng, nhưng ít nhất rằng mình đã thực tập mình được điều đó trong cái cuộc đời của mình để thể hiện từ bi. Và từ cái hạt giống ban đầu đó, từ nhỏ chúng ta đã làm như vậy, thì chắc chắn rằng lớn lên chúng ta sẽ làm được tốt hơn. Nếu ý thức trưởng thành giác ngộ hơn, chúng ta làm trọn vẹn hơn. Tôi ngày xưa cách nay khoảng 6-7 năm, tôi giảng tại chùa Liên Hoa ở tại Sài Gòn. Khi trên pháp hội tôi đi xuống, thì tôi đi dọc hành lang như thế này, thì cũng giảng trong chánh điện, rồi bước ra ngoài đi trên hành lang xuống, thì có một Phật tử đó mặc áo tràng lam từ cái phía ngược của tôi đi lại. Trên tay cô cầm một bó hoa. Và xin thưa các vị, từ xa xa mắt tôi cũng không rõ lắm, cho nên tôi cũng không biết là hoa gì mà biết cô cầm trên tay như vậy. Nhưng mà khi cô đến gần thì tôi thấy ở trong đó cái hoa của cô gồm có bông chuỗi nè, bông cải trời nè, đại khái là những bông hoa dại trong vườn chùa, trong trước đám cỏ phía trước chùa có. Cô cuộc lại thành một bó hoa dài khoảng như thế này và một lọn như thế này. Khi cô đi ngược đến gần của tôi, tự nhiên cô đến trước tôi, cô quỳ sụp xuống. Thì tôi thấy như vậy tôi mới đỡ cô lên. Tôi nói cô đứng lên, có gì cô cứ nói. Nhưng cô chỉ nói rằng, cô vừa nói mà cô khóc: thầy ơi, con nghèo quá, con không biết con gây tạo nhiều tội lỗi trong quá khứ, hay là con ích kỷ hẹp hòi như thế nào mà đời con bây giờ rất là nghèo và đau khổ. Con chỉ có tấm lòng duy nhất là bó hoa này, con muốn dâng lên cúng dường cho thầy, thầy chú nguyện cho con để con bớt khổ. Thật ra các vị, khi mà tôi cầm một bó hoa như vậy trên tay, tôi cảm thấy như tôi cầm 10 lượng vàng trong tay vậy. Và tôi kêu cô đứng dậy đi, và nói là thầy sẽ làm với tất cả những gì trong lương tâm và thầy có được, thầy sẽ làm cho cô. Các vị biết rằng lúc đó tôi hình dung ngay lại cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa. Các vị nhớ Đức Phật ngày xưa khi trên đường đi du hóa, Đức Phật đã từng nhận cái gì? Nhận cái miếng đất của một đứa trẻ trăn trâu, đúng không? Và Đức Phật làm gì? Đức Phật có xem thường cái miếng đất đó không? Đức Phật kêu A Nan về hãy trét vào cái thất của ngài, toàn bộ đó trên thất của ngài. Và Đức Phật thọ ký cho một đứa trẻ này bao nhiêu kiếp sau sẽ thành Phật. Hôm nay tôi không đủ công đức và phước đức trong muôn một đối với Đức Thế Tôn, tôi không xứng đáng gì trong điều đó. Nhưng mà học theo hạnh của Đức Thế Tôn, tôi cũng cố gắng làm với tất cả lương tâm và trái tim của mình. Tôi đem cái bó hoa đó về, tôi để trên đầu giường. Mỗi một đêm tôi đều chú nguyện cho cô 3 tháng như vậy. Bó hoa đó từ lúc tươi cho đến lúc khô và tới rụng lá, mà mọi người ở trong phòng không hiểu tôi làm điều đó là cái gì. Một cái bó hoa tưởng đầu tôi ngắt ở đâu bên đường cứ về bỏ, mà lá nó đổ tùm lum, mà tại sao cứ để trên đầu giường hoài? Tôi để hoài. Thật ra có nhiều lần sau khi lâu quá rồi tôi muốn đem đi bỏ, nhưng mà nếu đi bỏ thì phải bỏ vào sọt rác. Mà tự nhiên tôi cảm thấy một cái này mà đem bỏ sọt rác, tôi thấy lương tâm nó sốn sốn một cái gì đó, tôi không đành lòng. Cho nên dần dừ. Và cuối cùng tôi gói ghém nó lại trong một cái tờ giấy và cột vô bịch ly tâm, tôi cũng bỏ vào sọt rác. Thì dĩ nhiên hoa tàn thì phải bỏ vào rác, đó là đương nhiên. Nhưng mà nó có một cái ấn tượng gì trong đó mà mình thấy rằng mình đem bỏ vào sọt rác mình không đành lòng. Đó là như vậy. Cho nên ở trong cuộc sống, chúng ta chưa từng sống được như Đức Phật, chúng ta chưa có từ tâm như Đức Phật,
Nhưng mà nếu chúng ta có một chút nào thương yêu thực sự về cuộc đời này, về con người này, các vị cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi khi các vị ra đi như vậy, bỏ lại sau lưng những người như vậy, mỗi lần các vị làm được bao nhiêu điều thiện như vậy, các vị về hình dung lại, các vị có thấy một sự chặn lòng mà sung sướng không? Cái điều đó là đương nhiên như vậy. Cho nên khi tôi nói như thế này, từ bi của đạo Phật là hai từ này ai cũng thuộc lòng trên đầu môi của mình hết. Nhưng mà làm sao để mỗi lần chúng ta nói hai chữ từ bi mà chúng ta không mang cái nghĩa nói bằng cái miệng mà nói bằng trái tim, đây mới là quan trọng. Thật ra từ bi nói 1000 lần cũng được nữa, mà chúng ta nói rằng chúng ta có bị dao động và thấy cảm xúc dâng tràn khi chúng ta nói hai chữ từ bi chưa? Cho nên mỗi người chúng ta, mình tự trắc nghiệm mình được chứ không phải là không. Tất cả những giáo pháp lời dạy của Đức Phật, chúng ta đều trắc nghiệm chúng ta được qua trong cuộc sống hàng ngày hết tất cả. Không có cái gì mà khó hết. Nhưng mà có liệu là chúng ta chưa nhìn lại mình hay là chưa làm thử điều đó, cho nên chúng ta chỉ máy móc trên một cái câu mà chúng ta từng làm quen thôi. Cho nên để thực nghĩa hơn trong ý nghĩa của tình thương, thì người ta nói như thế này: tình thương không phải chỉ thể hiện trên đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện bằng đôi bàn tay dâng tặng. Chúng ta phải dâng tặng cho đời từ trái tim, từ tinh thần, từ tất cả những cái gì nó đã được biểu hiện và gói ghém trong điều đó. Nếu tôi cảm thấy rằng tôi ngày hôm đó tôi không có cảm xúc với một bó hoa cỏ này, thì tôi nhận như một hình thức để làm cho xong chuyện. Nhưng ngày hôm đó tôi trắc ẩn và tôi cảm thấy rằng xúc động với điều này, thì tôi cảm thấy rằng mình cũng có một chút từ tâm. Một chút thôi, nhưng mà một chút vậy nó cũng đủ tình người. Không đủ sưởi ấm cho cả chúng sinh, thì ít nhất cũng sưởi ấm cho được một người đang làm với mình đó. Chỉ vậy thôi. Cho nên đây là những vấn đề chúng ta cần làm, cần nên thực tập. Và mỗi một lần làm qua, chúng ta đều biết được rằng con người của mình, lòng từ bi của mình, sự yêu thương này, sự ghét ganh này, sự đố kỵ này, nó đã giảm được tới đâu. Từ tâm lên cao chừng nào thì đố kỵ nó giảm chừng đó, sự ích kỷ giảm chừng đó, sự ghét ghen họ giảm chừng đó. Thường thường khi yêu rồi, ha thương rồi, chúng ta xóa được tất cả những khoảng cách của hận thù, xóa được những khoảng cách của đố kỵ. Thường thường chúng ta thương ai, chúng ta muốn người đó hơn mình, đẹp hơn mình, tốt hơn mình, giàu hơn mình. Không khi nào ai mà thật lòng thương người đó mà muốn người đó tệ hơn mình hết trơn trọi. Nhưng mà mình muốn người khác tệ hơn mình là đối thủ của mình mới muốn như vậy. Đối thủ mình là mình muốn nó xấu đi, nó tệ đi, nó nghèo đi, tất cả những đó mình có. Còn những người mình thương là mình muốn lên tới mây như vậy, cái gì cũng lên mây hết đi. Tất cả chúng ta phải thấy là như vậy. Thành ra ở điều này là điều rất là thực. Đời dạy của Đức Phật rất là thực. Nó đều thể hiện rất là rõ trong cuộc đời này mà ai cũng có thể làm được. Nhưng để nói tới điều này, tôi nhớ câu chuyện tôi cũng hơi mắc cười cho tôi. Lớn rồi mà vẫn còn tánh như con nít ngày xưa. Đó là câu chuyện lúc mà tôi còn ở Ấn Độ. Buổi đó khoảng 5 giờ chiều trên đường đi học về, thì tôi cũng chạy trên một chiếc xe hai bánh đi học ở Ấn Độ. Tôi đi ngược chiều thế này, nhưng mà tôi đi bên Thuận. Nhưng mà bên Thuận của Ấn Độ là bên trái, tức là lái xe bên trái chứ không phải lái xe bên phải. Cho nên người nào mà Việt Nam mới mà qua bên bển là cứ đâm qua bên phải hoài, mà cứ lạng hoài, mà người ta cứ chửi mình, mà ta thấy mình lang thang nó chửi Ấn Độ mặc kệ nó chứ, nó chửi nó nghe. Chuyên môn là mới qua lại lái xe cứ lạng qua đường người ta hoài, nó quen các vị, nhất là quẹo cua, cứ lủi vô xe người ta hoài mà mình nó quen cái tay. Thì khi qua bên bển thì mình lái xe, mình cũng lái bên Thuận là bên trái đó. Thì buổi chiều đó tôi chạy xe từ trường về, thì có hai vợ chồng người đó. Thì cái người vợ á, là đẩy xe, còn người chồng á, là dường như cục hai tay và hai chân, nằm trên một chiếc xe. Cái xe đó thật ra nói xe nhưng mà một tấm gỗ, và người ta tiện cho những cái bánh gỗ để người này có cái cách đẩy để hai vợ chồng đi xin đó mà. Thì trên đường tôi chạy về, tại vì khi tôi thấy là người đó đã gần tới bên mình rồi, cho nên nó tôi có dừng lại, là tôi đã móc ra hình như là bữa đó dừng có 5 ruby. Mà thật sự 5 ruby của Ấn Độ thì chả là bao nhiêu. Thông thường thì 10 ruby của Ấn Độ thì nó khoảng là
3.700, 3.800 đồng Việt Nam mình. Thì 5 ruby như vậy nó có 1.500, 1.600 gì đó Việt Nam thôi. Nhưng mà không biết lúc đó tự nhiên tôi móc ra tôi cũng thấy là mình cũng nhín. Mình nghĩ ăn mài thì nhiều mà. Khi cho như vậy, bỏ vô đó 5 ruby rồi, tôi lên xe tôi chạy. Nhưng mà trong lòng cứ nghĩ ngay, mình cho người ta 5 ruby người ta ăn được cái gì trời. Tức là trong lòng nói như vậy đó, nói như vậy nhưng mà không có quay lại, vẫn chạy. Và dằn vặt giữa là cho thêm hay không, cho thêm hay không. Mà trong đầu nó cứ vừa chạy mà cứ nghĩ như vậy. Và khi như vậy một hồi tôi cảm thấy là, tôi lặp lại nhiều lần, tôi cảm thấy mình xấu sang, có 5 ruby không có làm được gì hết trơn trời á. Tôi mới dừng xe lại, tôi quay đầu xe, tôi chạy trở lại. Khi quay xe tôi chạy trở lại một khoảng như vậy mà tôi không thấy hai vợ chồng người đó đâu. Cái lúc đó các vị biết tôi nảy ý gì đầu tiên không? Tôi nói trời ơi, chiều nay Bồ Tát thử lòng mình đi gì mà. Trời ơi, các vị biết tự nhiên lúc đó tôi hồi hộp và tôi run tay lên các vị. Mà lúc đó tôi lớn rồi chứ không phải nhỏ, tôi nói đất Phật mà. Tự nhiên lúc đó tôi cái cảm giác đầu tiên trong lòng tôi nói trời, Bồ Tát chiều nay thử lòng thiệt mình mà mình chó 5 ruby trời. Khi quay lại tôi kiếm tôi không thấy. Họ đi nhanh thật, tại vì mình chạy ngược với họ, rồi họ đẩy xe nữa, rồi lẫn vào dòng người. Tôi quán quản thấy, mà càng không thấy tôi càng hồi hộp. Tôi càng tiếc cho lại việc làm hồi nãy mà tôi càng hồi hộp. Thật ra tôi quay lại đây không mang nghĩa là tôi nghĩ họ Bồ Tát hay là thần thánh gì hết, mà tôi nghĩ 5 ruby này không giúp được họ bao nhiêu cả. Tôi muốn đem lại tôi cho thêm. Vì vậy cho nên khi mà chạy trở lại tôi không thấy, tôi tưởng họ là Bồ Tát. Nhưng mà khi mặn hồi tôi chạy tới một chút nữa cái tôi thấy, cảm thấy yên tâm. Lỡ Bồ Tát nó ủ biết mấy các vị. Có gì trong cuộc đời không làm. Thành ra điều đó là như vậy. Thành ra tôi nghĩ, thật ra trong cái phàm tính của mình, về vấn đề mình nghĩ phước báo vẫn còn. Mình chưa làm được với một trọn vẹn với thái độ từ tâm. Mặc dầu mình không khởi về vấn đề phước báo, nhưng tiềm tàng cái động cơ đó, ngoài tình thương của một người học Phật, nó còn sót ở trong đó cái ước vọng về nhân quả là phước báo, cũng muốn cho mình được hạnh phúc an lạc. Bởi vì tôi đã từng nói nhiều bài giảng, cuộc đời tôi khổ nhiều, cho nên cái cảm giác đau khổ tôi đã cảm thấy rất sợ. Tôi cảm thấy rất là sợ. Cho nên có những khi mà chúng tôi rất thông cảm cái nỗi khổ người khác, vì tôi đã từng nếm được nó như thế nào. Từ bệnh tật khổ đau cho đến sự bất mãn hay là sự mặc cảm nhiều thứ trong đời tôi. Tôi có giảng cái đề tài hóa giải mặc cảm, tôi cũng đã nói hết trong đó rồi. Các vị nào nghe các vị hiểu. Có người nói thầy giảng hóa giải mặc cảm hay quá vậy thầy. Tôi nói tôi như vậy mà không hay sao được. Thật ra các vị, từ những cái đó trong cuộc đời tôi mới thấy rằng Phật Pháp là một cái điều gì suốt cuộc đời này mình không thể trả ơn được. Nếu không có Phật Pháp tôi nghĩ mình không biết đi đâu và về đâu. Và mình nghĩ mình không thể hóa giải được điều gì nếu ngoài Phật Pháp ra. Cuộc đời con người mình chỉ là một màu đen. Cho nên từ những chỗ đó, Phật Pháp có một cái gì mà tôi nghĩ tôi cần chia sẻ với mọi người, phần lớn là bằng trái tim. Bởi vì tôi cảm thấy quá thấm thía với những lời Phật dạy. Có thể tôi không sống trọn vẹn được hết những ý tứ cao siêu Đức Phật dạy, nhưng mà những khả năng tôi làm được, tôi thấy làm được tới bao nhiêu thì kết quả và an lạc và cái sự hiền thiện của nó tác động đến bấy nhiêu và thành công bấy nhiêu. Đó là điều vô cùng đặc biệt về Phật Pháp. Cho nên trong cuộc đời này, tình thương yêu là một điều vô cùng quan trọng, là một nhân tố để chúng ta thấy rằng chúng ta khác với muôn loài. Và để điều đó thấy được rằng tính đạo đức và lương tâm con người vẫn còn trên cuộc đời này. Cho nên tôi đọc trong 14 lời dạy của Đức Phật, lời cuối cùng an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Đầu tiên tôi nghĩ không có ra. Tôi nói tại sao bố thí mà là an ủi cho mình, ý nghĩa nó từ cái gì? Và tôi nghĩ riết, thật ra tôi trình bày với các vị không mang cái nghĩa, tôi không biết tôi có chủ quan về cái suy nghĩ này hay không. Nhưng mà tôi có nói như thế này: bố thí mà tại sao an ủi cho mình? Bố thí là an ủi người khác chứ, tại sao an ủi cho mình? Mà làm như vậy sao gọi là an ủi được? Thì ở đó tôi mới suy nghĩ như thế này: bố thí mà làm được là nó xuất phát từ sự tình thương và sự chia sẻ.
mà cuộc đời này còn tình thương và chia sẻ, đó là còn tình người, đó là an ủi của kiếp người, của nhân sinh, của chúng sinh trên cuộc đời này. Có còn tình người là còn an ủi, hết tình người là chúng ta sẽ gây đau khổ và chúng ta sẽ hỗn loạn cho nhau. Vì vậy tôi nghĩ thâm thúy từ chỗ câu an ủi lớn nhất của đời người là bố thí ngay chỗ này, chứ không phải ngay cái hành động cho đó. Hành động cho đó để thể hiện rằng nó còn tình người trên cuộc đời này. Còn cái người này biết nghĩ đến người khác, người hạnh phúc biết nhớ đến người đau khổ, người trên có nhớ đến người dưới mới làm được điều này. Như vậy thứ lớp tình cảm và sự ràng buộc trong một tính đạo đức con người còn được thì có phải an ủi cho loài người chúng ta không? Đó là cái suy nghĩ của tôi về cái câu thứ 14 mà trước kia tôi nghĩ không có ra. Thì ở đây rất có thể rằng cái ý kiến chủ quan, nếu một vị nào có một suy nghĩ tốt hơn và có một ý kiến tốt hơn thì cứ việc cho tôi, hay là hoặc bổ sung thêm để chúng ta hoàn thiện thêm một ý nghĩa. Người nói không có giải thích, cho nên ở đây chúng ta không biết là ý người nói ở mức độ nào. Chúng ta có quyền phân tích theo cái góc độ nhìn nhận và hiểu biết của mỗi cá nhân. Để các vị thấy tầm quan trọng của điều này, tôi xin kể ra các vị thấy rằng sống vì người khác, tức là sống có tình người, sống có tình thương, sống vì người tôi yêu, nó có giá trị như thế nào từ trong một cái cuộc đời và sự nghiệp của chính mình. Thì tôi chia sẻ qua các vị một câu chuyện mà tôi đã từng được đọc, tôi thấy rất là hay. Câu chuyện này được viết như thế này: một ngày nọ có ba ông lão. Ông lão nào cũng đầu râu tóc bạc phơ và có dáng vẻ một cách rất là đạo mạo. Đi đến một ngôi nhà nọ vào một buổi sáng sớm, thì cô vợ cổ mới mở cửa ra để mà cổ dọn đường cho chồng lái xe đi làm. Thì ba ông lão này mới gặp cô, mới chào. Và cô này mới hỏi là ba vị đi đâu. Nói là ba người chúng tôi đến nhà cô có việc. Thì khi lúc đó cái cô này mới nói như vậy là đến đây gặp chồng tôi phải không? Nói đúng vậy. Thì khi cô này cổ vào bên trong, cô nói là ở ngoài có ba vị khách muốn gặp anh, anh có tiếp không? Thì vị chồng nói là bây giờ hôm nay đi làm trễ rồi, nói ba vị này chiều hãy đến thì anh sẽ tiếp. Khi anh chồng lên xe đi làm, ba vị này ngồi xuyên suốt từ sáng đến chiều đợi cho anh chồng đi làm về. Và cô vợ mới ra mới nói là bây giờ chồng tôi lại làm về rồi, làm phiền ông ở đây đã đợi từ sáng tới bây giờ chồng tôi mời ba vị vào bên trong. Thì ba vị này nói là chúng tôi không thể vào bên trong cùng một lượt được. Người vợ ngớ ngẩn, tại sao như vậy? Thì một người trong đó mới giải thích rằng chúng tôi chỉ vào bên trong một trong ba mà thôi. Cái người thứ nhất trong chúng tôi tên là giàu sang. Cái người thứ hai trong chúng tôi đó là thành công. Và cái người thứ ba trong chúng tôi đó là tình yêu. Chỉ vào ba trong một thôi. Bây giờ cô vào bên trong, cô nói với chồng cô hãy chọn lựa đi, thì chúng tôi vào. Cô vợ nghe quýnh quán ở trên, mới chạy vào bên trong, mới nói với chồng rằng ba cái người này tên như vậy, bây giờ mình muốn mời cái người nào bây giờ? Nhưng mà anh à, theo em mời ông giàu sang vô đi. Phụ nữ mà, phụ nữ tiền là nhất. Tôi nói vậy có nói xấu các vị không vậy? Sorry. Thông thường là như vậy, cho nên người phụ nữ quyết định là chọn cái ông giàu sang à. Anh chồng nói không, giàu sang thì mình cũng có khả năng để làm ra tiền bạc rồi em. Nhưng mà tiền bạc này nếu em thành công được á, thì tiền bạc em sẽ có. Em thành công cái gì thì có tiền cái đó. Cho nên là chúng ta là mời ông thành công là ngon lành nhất. Thì lúc đó có một đứa con gái cũng còn trẻ trẻ ở trên lầu, nghe ba mẹ nói chuyện cái trên lầu đi xuống, cái nghe nói cũng muốn tham gia câu chuyện này. Thì hai người này mới nói là ý kiến con thì sao? Một ông giàu sang, một ông thành công, mà một ông là tình yêu. Như vậy má mẹ đã chọn là cái ông giàu sang rồi, ba con thì chọn thành công, còn đứa con gái thì nói thôi, thành công giàu sang cũng chưa chắc là hạnh phúc đâu ba mẹ à. Tình yêu mới là quan trọng, có tình yêu là có tất cả trên cuộc đời này. Hai quả tim vàng mà sống trong túp liều tranh cũng cảm thấy no lòng nữa. Đó tôi thêm vô á.
Thì lúc đó hai người kia nói: ồ, con mình nói cũng có lý. Cho nên cuối cùng là hai vợ chồng mới đồng ý quan điểm của đứa con là hãy mời tình yêu để cho gia đình được hạnh phúc, yên vui, tất cả mọi thứ mà cái điều đó là trong mỗi gia đình rất là cần. Cho nên cuối cùng là hai vợ chồng mới đồng ý quan điểm của đứa con là hãy mời tình yêu để cho gia đình được hạnh phúc, yên vui, tất cả mọi thứ mà cái điều đó là trong mỗi gia đình rất là cần. Thì khi mà gia đình bàn hết rồi, cuối cùng chấp nhận chọn ông tình yêu để bước vào bên trong, thì người vợ mới đại diện cho gia đình ra mời. Nói vậy, nếu ba ông đã cho chúng tôi chọn thì xin thưa, tôi xin chọn ông tình yêu để bước vào trong nhà tôi. Khi cô nói vừa xong rồi, cả ba ông đứng dậy đều bước vô nhà. Cô này nói: ủa, hồi nãy nói ba trong một mà tại sao giờ như vậy? Thì lúc đó hai ông còn lại mới giải thích: nếu cô mời giàu sang hoặc là cô mời thành công thì dĩ nhiên chỉ có một thôi. Cô mời giàu sang thì giàu sang vô, hai tôi ở lại. Mời thành công, thành công vào, hai tôi ở lại. Nhưng nếu cô đã mời tình yêu thì giàu sang và thành công này cũng đều được đi theo. Như vậy các vị thấy điều gì? Tình thương yêu là điều rất là quan trọng. Có những gia đình bất hòa hay là tình cảm không trọn vẹn, chúng ta đổ vỡ cả một sự nghiệp và con cái luôn. Các vị thấy điều này không? Cho nên tình cảm của chúng ta sống vị tha, sống vị kỷ, tự mỗi người chúng ta tự chọn lựa lấy. Dường như thật ra trong cuộc đời này, mỗi người sinh ra nó đều gắn liền với một nghiệp cảm, tức là bản chất của con người. Sự hiền thiện, sự khôn ngoan, sự ngu dốt, sự rộng lượng, ích kỷ, vân vân, không ai muốn. Nhưng tất cả chúng ta dường như gắn liền với một nghiệp cảm trong quá khứ. Vì vậy chúng ta sinh ra trong cuộc đời, chúng ta không bao giờ biết mình hung dữ, biết mình ích kỷ, biết mình rộng lượng. Chúng ta không biết. Thật ra nếu biết chúng ta không có làm. Vì nghiệp che đậy cho nên không biết mình sống theo khuynh hướng nào. Nhưng mà mình cứ sống, ai sống mình sống, ai làm mình làm. Nhưng mà một người ngoài mình sẽ so sánh mình với người khác, sẽ biết được mình hiền, mình dữ, mình này, mình kia, mình rộng hay mình hẹp. Các vị thấy điều này rất rõ. Vì vậy khi chúng ta tu học là chúng ta phải lấy lời của Đức Phật để làm kim chỉ nam, để tự chuyển hóa cho mình và tự trách nhiệm mình trong cuộc sống hàng ngày mình đã từng làm gì. Và khi như vậy chúng ta thấy rằng qua mỗi chuyện đó, tình yêu ở đây hạn chế là trong gia đình, rộng hơn là của một xã hội, của một cộng đồng. Nó sẽ làm cho cộng đồng đó tốt hơn, một gia đình tốt hơn, và mọi thứ đều thành công, phát triển, thăng hoa. Điểm mấu chốt cũng xuất phát từ tình thương. Ở đây là nói là như vậy. Đây là tinh thần quyết định. Cho nên hạnh phúc của chúng ta, chúng ta phải biết cái gốc nó ở chỗ nào. Một người đeo đuổi theo để vì sự nghiệp, vì tiền bạc, bỏ quên gia đình, quay trở lại tan nát không còn gì hết. Một người vì tiền bạc, vì danh vọng địa vị lao theo, cuối cùng con cái ma túy, con cái hư hèn, tan nát hết một gia đình. Tất cả những chúng ta không có sự hòa hợp, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ trong một tình thương của một con người cần phải có. Xin thưa với các vị, những gì chúng ta tìm được không phải là cái gốc để xây dựng hạnh phúc gia đình đâu các vị. Cái gốc gia đình nó xuất phát từ một tình cảm chân thật của chúng ta nương tựa vào nhau, chăm sóc cho nhau, để được chúng ta phát triển và xây dựng gia đình hay là tất cả những việc khác trong xã hội mới là điều quan trọng. Còn nếu chúng ta nghĩ có tiền là có hạnh phúc, có cái này cái kia có hạnh phúc, có địa vị là có hạnh phúc, chưa phải đâu các vị. Nếu nói như vậy thì không thể nào có một cô này cổ trở thành một nhà doanh nghiệp lớn mà cổ nói với tôi như thế này: nếu đem cả sự nghiệp này đổi lại một đứa con, cô sẵn sàng cô làm. Cổ đã trở thành một nhà doanh nghiệp có tiền trong tay, mà bây giờ con của cổ bị ma túy, rồi bên cạnh đó bị bệnh hoạn nguy hiểm. Như vậy làm gì để đổi lại một đứa con này? Bây giờ cổ nhìn lại một đứa con, sự nghiệp của cổ không còn là cái gì quan trọng nữa cả. Bởi vì qua thời gian cô bỏ thời gian, điều kiện, mọi thứ, cô lo cho sự nghiệp, cô quên đi cái sự chăm sóc đứa con này. Cô cứ bỏ tiền ra nhờ người khác lo, nhờ trường lo, nhờ người này kia kia lo, mà quên một sự lo lắng nhất là tình cảm của cha mẹ. Vì vậy khi đến đổi nó đổ vỡ rồi, sự nghiệp này của cô không còn ý nghĩa nữa, không còn ý nghĩa nữa. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ, tình thương là mấu chốt cho tất cả.
mọi sự thành công khác, mọi sự hạnh phúc khác. Sự hòa hợp an vui hạnh phúc này nó mới xây dựng được cho các vị củng cố về sự nghiệp hay là củng cố về tất cả các mặt khác. Nếu tình cảm gia đình bị lung lay, tình thương trong một đoàn thể bị lung lay, thì tất cả những đó là dấu hiệu của tan rã, dấu hiệu của đổ vỡ và dấu hiệu của thất bại mọi thứ khác trong cuộc sống này. Chúng ta phải thấy được như vậy. Vì vậy ai cũng có thể luyện tập cho mình để nên người, luyện tập cho mình để có một cái từ tâm, để sống tốt đẹp với cuộc đời này, làm lợi ích cho chúng sinh. Khi tôi còn ở Ấn Độ, tôi có nói chuyện với một cái vị thầy, là ông đó dạy tiếng Anh cho tôi. Thì tôi tâm sự với ông, tôi nói thế này: ở Ấn Độ của ông rất may mắn là có Phật giáo ra đời, nhưng mà đất nước ông không có tiếp nhận một cách tốt đẹp. Ở đất nước ông có một điều tôn trọng thần linh, sùng tín tôn giáo, nhưng mà đã làm đi ngược lại với tất cả những cái hoài vọng của giáo chủ rồi. Ông nói tại sao như vậy? Tôi nói trên đất nước ông đi bất cứ một nẻo đường nào, tôi cũng thấy người ăn mày lang thang đầu đường xó chợ. Tăng ni của chúng tôi ở đây là những người học Phật, mỗi một năm vào mùa lạnh như vậy hùng tiền với nhau mua từng cái mền đi cho những người như vậy, mà tôi không thấy một người Ấn Độ nào làm. Bởi vì đất nước ông thừa tiếp một bà la môn giáo, tất cả những người ở trong đất nước ông tôn trọng thần linh, đổ sữa hàng trăm ngàn thi xuống dưới sông, xây dựng cả đền đài hàng tỷ bạc, nhưng tôi chưa thấy rằng ông đã đem tiền này ra để cứu giúp những người nghèo khổ như thế này. Như vậy tôn giáo ra đời để xu phụ cho tôn giáo thì tôn giáo đó không có một ý nghĩa gì trên cuộc đời này hết. Tôn giáo ra đời, một giáo chủ ra đời đưa ra một học thuyết phải lấy hạnh phúc của con người làm gốc, lấy lợi ích của chúng sinh làm gốc. Còn ở đây ông xây dựng đền đài, ông tô vẽ cho các ông thần ông thánh của ông, trong khi những người nghèo khổ lang thang ở dưới đường, nằm đầy đường xó chợ, không có một sự quan tâm nào hết. Tất cả những điều đó ông làm như vậy là vì cái gì? Ý nghĩa của tôn giáo của ông không có ý nghĩa gì hết. Đạo Phật trên đất nước ông ngày xưa 2000 mấy trăm năm về trước, Đức Phật đã xóa được giai cấp, đã đem lại lợi ích thiết thực cho dân Ấn này. Nhưng mà tại vì các ông vì củng cố địa vị và quyền lợi theo quan niệm của mình, cho nên bất cần điều đó làm mất đi cái ảnh hưởng của Phật giáo, cuối cùng để tôn trọng Bà La Môn, để củng cố địa vị cho cái sự ăn sung mặc sướng của chính mình. Như vậy tôn giáo đó không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này. Nếu cho qua đất nước tôi liễm xong á. Cho nên tôn giáo như vậy là nghèo đất nước. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên khi mà tôi chia sẻ với ổng về, ổng đâu có tôn giáo nào đâu. Ổng nói ổng đâu có tôn giáo. Ổng nói đi dạy thì ổng không có tôn giáo. Thì tôi chia sẻ ổng, ổng nói là ổng kêu tôi ở lại Ấn Độ đi, ổng sẽ là người đệ tử đầu tiên của tôi đó. Thì thật ra với các vị, trong cái cuộc sống này có những điều nó rất là thực như vậy. Nó rất là thực rõ ràng như vậy. Để rồi chúng ta sống và chia sẻ và làm việc tất cả mọi thứ cho nó trọn vẹn trong tình người, trong tình đạo, trong tình đời, nhất là biểu hiện được đời sống của Đức Phật đó. Chúng ta là người Phật tử, dòng chảy từ tâm của Đức Phật nó có hết trong tất cả mọi người, ai cũng có hết, nhưng mà hãy cho nó chảy đi các vị. Như lời của Võ Đình Trường đã từng nói, hãy mở rộng lòng ra, mở ra cho sống yêu thương tràn ngập ở vạn hồn đơn, cho lập suối tình xuôi chảy mãi ra biển đại đằng. Tất cả những điều này là một câu khuyến khích, và chúng ta hãy lấy những cái từ bi làm một cái đề mục để quán chiếu, để tu hành. Và chúng ta khi tu hành có từ tâm rồi, chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình nó thoải mái, an lạc, và không thấy là thấp thỏm như cái cuộc đời chúng ta đã từng sống vì mình. Ai sống vì mình nhiều, người đó lo lắng nhiều. Sống vì người nhiều, an lạc nhiều. Những người nào từng sống tự có cảm giác này. Tại vì chúng ta gom vào thì chúng ta sợ mất, mà chúng ta ban ra thì chúng ta không có sợ mất. Đó là cái thái độ rất tự nhiên. Mà càng gom vào thì càng dễ mất, mà càng ban ra thì rất là khó mất. Đó là quy luật của cuộc sống là nó như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng phương pháp thực tập theo lời Phật dạy, từ bi, yêu thương hay là sống vì người tôi yêu, đó là một cái đề tài lớn, cần phải chia sẻ với tất cả mọi người, cần phải làm với bằng cả trái tim,
vừa thực tập theo lời Phật dạy, vừa tạo công đức cho đời mình, cũng vừa trải rộng từ tâm. Cho nên các vị thấy mỗi thời kinh cuối cùng kết thúc thời kinh đều có cái câu gì? Nguyện gì? Nguyện đem công đức này, rồi sao nữa? Hướng về khắp tất cả, rồi sao nữa? Rồi sao nữa, làm luôn đi. Các vị, tại sao trong đạo Phật làm bất cứ cái điều gì cũng nguyện vì chúng sinh hết vậy? Một thời kinh tụng được, một việc làm thiện có được, cũng nguyện vì tất cả chúng sinh. Đó là tập cho chúng ta có đại bi tâm. Nhưng mà có người không có hiểu. Cho nên có cô đó cổ có thưa với tôi như thế này: thưa thầy, má con qua đời, con cũng làm nhiều công đức lành, con cũng hồi hướng, nhưng mà thầy biết con cũng khổ lắm chứ. Vì vậy cho nên con hồi hướng mẹ con miếng, con cũng chừa lại con miếng chứ. Con hồi hướng hết rồi, con đau khổ ai chịu? Đó, thì cổ có suy nghĩ như vậy. Tôi mới nói rằng cô đã hiểu lầm ý nghĩa hồi hướng trong đạo Phật rồi. Cô hồi hướng chưa chắc gì người đó được. Được hay không điều này giải thích ở một góc độ khác. Nhưng mà trước mắt Đức Phật nguyện dạy cô hồi hướng để tập cho cô có từ tâm, có vị tha, có nghĩ đến người khác, không có làm bất cứ điều gì vì cho bản thân mình, và nhờ tâm hồn mình rộng lớn nghĩ đến người khác để làm cho công đức cô được lớn hơn. Công đức nó lớn hơn từ cái từ tâm của cô có hay không? Cho nên ở đây đó là một cách thực tập từ bi, sống vì người tôi yêu, sống vị tha vì người khác đó các vị. Chứ không phải mình nguyện hồi hướng chúng sanh được hết đâu. Thiệt ra với các vị nếu được như vậy cũng tốt, nhưng mà làm gì có. Sự thừa hưởng được của chúng sinh thật sự có đi chăng một trợ duyên rất nhỏ trong cuộc đời này. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta làm chúng ta hưởng. Mà nếu từ tâm chúng ta có, chúng ta phát tâm rộng lớn, xin thưa với các vị, công đức hôm đó chúng ta tụng kinh có 5 ký công đức thôi, mà chúng ta thành tâm chúng ta hồi hướng mà không vì mình, nó tăng lên tới 50 ký rồi. Nó phải trải, nó lớn theo cái tâm của con người, chứ không phải là nó như vậy. Mà một khi chúng ta đã nghĩ con hồi hướng cho mẹ, con phải chừa con miếng, có nghĩa là mình đã tự hình dung quá được cái công đức của mình. Mà hình dung như vậy thì công đức mình nhỏ lắm. Có nhưng mà rất là nhỏ. Nó chỉ bằng với cái tâm mình thôi. Các vị thấy là điều này rất là quan trọng đó. Cho nên xưa kia tôi có làm một cái bài thơ con cóc mà mười mấy năm về trước. Thì tôi cũng tự nhiên bữa đó tôi ngồi bên khung cửa sổ, mà trời mưa, cho nên khi tôi thấy những người đi gánh hàng rong á, và những người đi bán dạo á, khi trời mưa tự nhiên họ gánh chạy, họ chạy trong mưa, rồi có những người đổi áo mưa để đi bán đi buôn, và một số người ăn mày cũng tìm chỗ lết đi để tránh mưa. Tự nhiên lúc đó tôi ngồi tôi suy nghĩ như vậy, và tôi có nói lên mấy câu mà thật ra thì nó không hay, nhưng mà nói lên với tâm nguyện của mình. Tôi nói là vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Tự nhiên lúc đó xúc cảm sanh tình. Và tự nhiên suy nghĩ như vậy, và tôi cứ nuôi dưỡng rằng tôi nghĩ trong cuộc đời tôi không làm được những việc vĩ đại như những người khác, không làm được vĩ đại như các vị tôn túc, các bậc thầy có tài ba sức lực lớn khác. Nhưng tôi xin nguyện tất cả những gì trong khả năng tôi có được, tôi sẽ gắng mà làm. Làm để có thể tạm gọi mình như là một tu sĩ và học theo Phật Pháp. Và tất cả chúng ta đều là như vậy. Vai trò của mỗi một người tu sĩ cũng là một cái hình ảnh của từ bi, của giác ngộ, của yêu thương, của lợi lạc quần sanh. Và tất cả các vị là những người rất thực trong cuộc đời này, làm việc thực để lợi ích cho chúng sinh, để đem đến sự an lạc, niềm an vui cho chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên có một câu tặng các vị. Tôi đã học thuộc lòng được của ai đó, nó là 4 câu như thế này: cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra không màng trả, đời đạo khéo điểm tô. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, trong cái bài nói chuyện và về sống vì người tôi yêu, đó là một gợi gắm
về tiếng nói chân thật của cuộc đời. Cuộc đời vốn rất là nhiều đau khổ. May mắn nhất trong cuộc đời chúng ta không phải rơi vào trong những hoàn cảnh như những người đã từng bị. Nhưng mà điều gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời này. Chúng ta sống bằng cả yêu thương và cả làm việc phúc đức như vậy, tôi nghĩ sự trang trải này sẽ làm lợi ích cho đời, cho đạo nhiều hơn. Và làm như vậy để xóa bớt đi những niềm đau nỗi khổ, và cũng chính đi làm giảm bớt đi nỗi đau của chính lòng mình. Mong rằng các vị là những người Phật tử sống và làm việc theo Đức Phật, qua cái đề tài này chúng tôi chỉ gửi gắm được tấm lòng yêu thương chúng sinh, yêu thương người thân, yêu thương những người cùng làm, để rồi chúng ta ban tặng được niềm hạnh phúc đó. Đời chúng ta không dài và không có nhiều cơ hội để chúng ta ban tặng hạnh phúc cho nhau. Khi nào chúng ta làm được cứ làm, đừng hứa hẹn các vị. Các vị không hứa hẹn ngày mai, chưa chắc ngày mai chúng ta làm được. Khi nào khả năng hoàn cảnh chúng ta ban tặng được cho nhau những hạnh phúc yêu thương thì cứ làm. Chúng ta không có dài để chúng ta tận hưởng hạnh phúc, mà hôm nay chúng ta đố kỵ, ghen hờn, ích kỷ, chỉ trích để làm gì? Đời đã nhiều khổ đau rồi, chúng ta chồng lên đau khổ nữa thì thời giờ đâu để chúng ta thọ hưởng những chuỗi ngày bình an. Như vậy ở đây chuỗi đời chúng ta đã hiểu được như vậy, nên tập làm để có được sự hạnh phúc an lạc dài hơn một chút so với kiếp đời của chúng ta. Chúc các vị đều được an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, hàng đệ tử chúng con xin cúi đầu đảnh lễ ơn đức của thầy buổi chiều hôm nay. Mặc dù thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, với đề tài sống vì người tôi yêu, thầy đã đưa ra những dẫn chứng, những hạnh nguyện của Đức Phật, cũng như những việc làm, những thái độ của người xưa, và những hoạt động đời sống hàng ngày rất là thiết thực. Đó là đời sống hàng ngày của thầy sống ở Việt Nam cũng như là thầy du học ở Ấn Độ. Mặc dù những hoạt động đó mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà thầy đưa ra giúp cho hàng Phật tử chúng con tự xét nghiệm lại chính mình và thấy mình làm được bao nhiêu, cho được bao nhiêu và lấy lại được bao nhiêu. Bởi vì hành động vị tha là hành động chúng con có thể áp dụng ngay trong đời sống hiện tại nơi đây, để giúp chúng con có được an lạc, cũng như người thân chúng con và những người xung quanh cũng được an lạc như chúng con. Đối với những lời dạy thiết thực ân cần của thầy, đệ tử chúng con xin thành tâm phát nguyện học theo gương hạnh của chư Phật, của người xưa cũng như của thầy. Có như vậy thì chúng con mới không có cô phụ ân đức dạy bảo của thầy. Và giờ đây chúng con xin hướng về thầy cúi đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị lại Phật dùm tôi. Các vị mời các tòa thể đạo tràng phải thay hồi hướng. Và một lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn ni sư trụ trì cũng như toàn thể ni chúng đã ủng hộ cho thời pháp rất là trọn vẹn. Nhờ ni sư cũng đã tạo cái không khí sinh hoạt yên lành nơi ngôi chùa này. Cũng thành kính tri ân ni sư trụ trì và nguyện cầu ni sư luôn được thanh tâm thường lạc để làm hoàng vô chánh pháp nơi xứ Mỹ này càng rạng rỡ hơn. Hai giờ rồi, mời toàn thể đạo tràng khởi thanh hồi hướng. Nguyện đem